Zima xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em lại về được một vài món đồ chơi phụ kiện hàng xách tay Nhật, có cả túi yên, chân trống bơm, đèn, khóa, đồng hồ đo tốc độ, nạy lốp, đèn hậu và được ba cái mũ bảo hiểm Binchi, và mũ bảo hiểm gọi là Rudy và RH cộng. Một vài đôi pedal MKS, một vài đôi mới tinh và có cả đôi đã qua sử dụng. Đấy, chuông Knorr, Potang và đèn hậu, đèn trước, gọng nước Topper, Bontrager, chân trống, loại chân trống cài vào giò đạp của thương hiệu Topper, chân trống bắt vào cái chỗ tim bật sau, có kính SH cộng, một cái hộp mà đựng đồ Kabuto và một cái chân trống Minola rất đẹp. Sau đây em chi tiết thì các bác để các bác cùng xem nhé. Các bác mà quan tâm món nào thì các bác chụp ảnh màn hình giúp em để các bác gửi qua Zalo. Còn nhiều khi em đăng lên xong thì cùng một lúc ấy, bởi vì nó có nhiều món cho nên rất nhiều bác quan tâm và hỏi. Cho nên khi các bác gọi điện ấy thì lúc đang nói chuyện thì có các bác khác gọi thì sẽ bị gọi nhỡ và các bác em không thể trả lời hết được các bác cùng một lúc. Chính vì vậy mà cũng rất mong, rất xin lỗi và mong các bác thông cảm. Các bác cái gì chưa rõ thì có thể các bác nhắn tin hoặc các bác gọi điện cũng được. Đấy, còn lại thì các bác đã chốt món nào rồi thì các bác cứ chủ động chụp hình màn hình giúp em, xong nhắn qua Zalo, gửi qua Zalo giúp em thì em sẽ các bác nào chốt trước thì em sẽ gửi cho các bác đấy trước. Đấy, còn các bác trường hợp mà hết thì các bác thông cảm giúp em để các bác có thể là để chờ đợt sau. Đấy, những cái món này thì em mua chính hãng 100% bên thị trường nội địa Nhật. Có những cái là mới tinh và có những cái là hàng đã qua sử dụng. Em cũng đã mô tả rất là chi tiết. Và cái tầm giá là ở mua bên Nhật ấy, thì em đấu giá và em mua hàng đã qua sử dụng cũng như là cải hàng mới thì em săn sale. Chính vì vậy mà cái giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với các bác mua mới bên Nhật. Các bác mà đã chưa hàng Nhật thì các bác có thể là qua cái website, các cái internet để các bác tra cứu cái thông tin ở bên Nhật trước cái sản phẩm một chút. Đấy, có thể các bác quan tâm thì có thể các bác search giúp em cái giá bên đấy. Thì về thì các bác sẽ rất là dễ chơi. Đấy, bởi vì hàng Nhật thì đương nhiên là chất lượng rồi thì nó sẽ tự đi liền với cái giá của nó cũng sẽ không hề rẻ. Đấy, chính vì vậy mà là rất mong là các bác cũng chia sẻ điều đấy. Và quan trọng nhất là mình kiếm được cái món đồ ưng ý và hàng chất lượng với cái tầm giá nó cũng vừa phải. Đấy, có rất nhiều mặt hàng ở đây thì là sẽ chỉ bằng tầm 40-60% giá mới tinh thôi. Có những cái hàng mới tinh như này thì nó chỉ giả gọi là thấp hơn một chút so với mình mua ở bên Nhật, bởi vì nhiều khi săn sale cho nên là sẽ được cái giá tốt hơn. Đấy, rất mong các bác xem kênh thì cũng ủng hộ và giao lưu. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết một vài món bộ một. Đầu tiên là có hai cái túi Binchi thì cái này là cái túi cọc in các bác ạ. Đấy, cái túi này thì em lấy cái thước em đo sai. Cái túi này thì size nó rất là vừa phải, nó size tầm trung các bác ạ. Nó không nhỏ và cũng không quá to. Đấy, cái chiều dài em đo cái cạnh dưới thì nó chỉ tầm 20. Cái cạnh trên, đấy, nó tầm 18. Đấy, cạnh dưới tầm 20-21. Đấy, còn cái phần này thì cái chiều cao này thì nó tầm là 12,5. Chiều ngang là tầm 9,5. Đấy, nói chung cái size với cái size túi cọc yên của Binchi này thì nó rất là vừa phải. Đấy, ở bên trong thì nó cũng rất là rộng, các bác để đồ thoải mái. Cái này thì em bán rất là nhiều rồi. Đây, bên trong nó có màu xanh ngọc đây. Đấy, để đồ, để xăm, để tun và các cái đồ cá nhân của các bác đều được. Áo mưa nhỏ, đấy, xăm dự phòng. Rất nhiều thứ có thể để được ở trong cái túi này. Và trông rất là đẹp, điệu, túi cọc yên. Thằng Binchi này thì giá của nó mới tinh rất là cao. Về nó phải tầm, hàng mới tinh nó phải hơn 1 triệu một chút. Đấy, 1 triệu 1 triệu 2 đấy. Thì cái này hàng lướt nhưng mà gì nhìn thì còn rất là đẹp và cũng tổng quan không có xước sát gì đáng lưu ý, leng keng, nói chung là rất là đẹp. Giá cái này là 830.000. Một cái túi thứ hai, cái này thì là giá giảm hơn được một chút, mấy chục nghìn thôi, 30-40 nghìn. Đấy, thì cái này thì hình thức cũng đẹp như nhau thôi, nhưng mà em thấy ở cái phần chỗ này khả năng là lúc mà người ta bắt lên yên ấy thì kiểu như là nó có cái vết bụi ở đây này. Đấy, thì về thì em cũng để nguyên thôi. Thấy nó, em mua cái này thì giá cũng thấp hơn được một chút xíu thôi, cũng không đáng kể. Đấy, thì em để cái này là giá 790.000. Đấy, có hai cái size thì như nhau. Còn ba cái túi này là cái phân khúc giá thấp hơn.
Đấy, thì có một cái là của cái này của thương hiệu Roswell. Đấy, giá của nó có 450.000 thôi. Cái size này thì em thấy rộng đấy. Cái này cái chiều dài của nó chỉ có 17 thôi, nhưng cái chiều cao của nó này tận hơn 10 cơ. Đấy, 11 sen cơ. Cho nên là nó cái chiều rộng ấy thì cảm giác là nó để đồ được nhiều. Đấy, cái này thì ở trên đỉnh thì nó có một cái ngăn đây. Cái này túi cho có yên đấy các bác nhá. Đấy. Thì cái này nó có một cái pad này. Cái pad này bắt vào cái sân thân của yên. Và cái này bấm một phát thì có thể tháo mở nhanh. Nói chung có cái pad này thì thông thường ở bên Nhật thì giá nó sẽ cao hơn khoảng tầm 200.000 đấy, so với các cái túi bình thường ấy. Đấy, nhưng mà cái này thì giá cũng rất là yêu. Cái vải phản quang này, logo này, có cái phần treo cái để cái treo cái đèn phản quang này, và dưới này có thể treo đồ này. Ở dưới gầm cũng có một cái túi nữa này. Đấy, một cái túi nữa này. Đấy, và để em mở ra xem nhé. Đây. Đấy, cái này là mở một phát là sâu luôn. Đấy, và cái phần giữa này để các bác có thể mở rộng túi các bác nhé. Đây, cái phần ngăn giữa để mở rộng túi này. Đấy, còn nếu không để rộng túi thì các bác khóa như này. Đấy, thì chỉ dùng như này thôi. Nói chung là rất rộng, cái này phải em nghĩ là thoải mái đồ, nhưng mà trông cái không gian bên trong nó rộng nhưng mà nhìn cái túi nó lại gọn. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, bằng pad rất đẹp, 450.000 thôi. Roswell, cái hàng này đã qua sử dụng rồi. Chức năng tất cả các thứ thì còn ok. Đấy, cái phần này thì em thấy có một cái vết xước nhỏ ở đây thôi này. Cái này là bắt đi cái chỗ cọng yên đây thì nó không nhìn thấy đâu. Nhìn bắt như này thì cái này nó sẽ kín ở trong gầm yên thì khả năng nó bị xước một tí thôi. Đấy. Giá cũng rất yêu, 450.000 bao gồm cả ship. 3 món rồi này. Một cái túi nữa là cái túi thương hiệu Topper. Cái này túi này thì rất là nhiều em về giao lưu với bác rất là nhiều rồi. Cái túi này thì là 460.000, hình thức rất là đẹp. Khóa đây. Đen kem. Đấy. Cái này thì size nhỏ các bác nhá, size S. Cái này size nhỏ, size S, em đo size để các bác xem này. Đấy. Nhiều bác thích cái size nhỏ. Đây, cái chiều cao của nó là cái phần này là 10 cm. Cái chiều ngang của nó có 8 cm thôi. Đấy, còn cái chiều dài của nó thì ngắn hơn, cái này có 15 16 cm. Còn cái cạnh dưới này chỉ có 12 13 cm. Đấy, cái này thì nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu. Đấy, để đồ vừa phải. Đấy. Nguyên bản bên Nhật về có bụi một chút xíu trên này. Đấy, giá của nó cũng rất yêu, 460.000. Cái này thì hình thức đẹp, khóa dây khóa đẹp, khóa rất là mượt. 460.000 cả ship, size nhỏ. Đây là em về một cái túi này của Clickfit này. RK. Cái túi này thì giá của nó 500.000. Cái này thì là bắt vào trong cái đây là cái cọc yên. Đấy, bắt vào cái cọc yên và cái phần khi bắt cọc yên này nó không có cái treo vào cái xương yên ấy, cho nên cái phần này nó làm rất là chắc chắn. Đây, bóp vào đây là cái phần này cực kỳ nó có cái đế ở trong này để bắt vào cái cọc yên thì các bác vặn ốc để thít cái này vào. Đấy, rất là chắc chắn. Đây em mở cái này ra xem các nhá. Đấy, khóa của nó thì có hai bên. Đấy, và kéo kiểu như này. Đấy, xong rồi khóa như này. Đấy, rất là tiện. Đây, cái phần này thì mở phát là ra. Đây. Cái hộp hút đồ trong bên này đây. Nó có các cái túi nhỏ để cài những cái đồ nhỏ này. Đấy, còn phía bên trong này thì khi mà các bác bắt vào thì em cũng chưa bắt cái này nhưng em không biết cái cách thức của nó thì để xem như nào. Đây, có các cái ốc vít đây thì cái này thì chắc là mở cái vít này ra để bắt cái này vào đây, cái thương hiệu của nó đây. Clickfit để bắt vào cái cọc in. Đấy. Còn thít cái dây vào thì chắc là bắt ốc ở trong này. Em cũng chưa dùng cái này cho nên là cũng không rõ cách thức thì có thể các bác sẽ tư vấn các bác tìm hiểu thêm giúp em. Đấy, để bắt ở đây, ốc yếu cái thứ đây thì chắc là tháo cái này ra để vít cái này vào cái cọc in. Đấy. Xong khóa lại như này. Đấy, khóa lại như này. Cái này nó có cái miếng dán này luôn. Cái này thì giá của nó cả ship là 520.000. Clickfish. Đấy là hết 4 cái túi. Cái yên trước đi nhỉ, có 2 cái yên thôi, em giới thiệu 2 cái yên trước thôi. 2 cái yên thì hôm nay em về được một cái yên này của thương hiệu Velo đây này. Cái yên này thì trông rất là xịn sò. Đây này, từng chi tiết một cái phần này họ dập dập tán đồng này, dập đinh tán đồng này. Đấy, cái yên này thì gần như là mới, không chưa sử dụng, chưa bắt lên yên các bác nhá. Đấy, cái da của nó thì da của nó thì kiểu như là đẹp lắm, kiểu như là kiểu chắc chắn ấy. Đấy, kiểu này chỉ lắm. Đây, cái xương của gọng yên thì cái lốc của nó thì cực kỳ sáng bóng luôn, rất đẹp. Đấy, logo Velo đây, cái phần đệm mút đây. Đấy, cái da của nó màu nâu. Em thử bấm cái da này này. Đấy, cái yên này thì nó không quá mềm,
Thế nhưng mà cũng tương đối êm, cái phần mút ở đây cũng rất là êm. Đấy. Cái này các bác nào lắp xe cổ hoặc những cái form mà kiểu cổ điển ấy, thì rất là đẹp. Đấy. Cái yên này có 650.000 thôi các bác nhé. Cái yên này bình thường tương đối cao, giá tương đối cao đấy. Anh em đấu giá chắc có thể là người ta thanh lý thì giá rất là ok, có 650.000 thôi, bình thường cái này phải tầm hơn 1 triệu đấy. Yên Velo này, cái dòng da này. Đấy. Em đo sai các bác xem sai nhé, quên mất, tí nữa thì quên. Đây. Cái chiều dài của nó có chiều dài là 27. Chiều dài 27, chiều ngang. Chiều ngang 15 các bác nhá. 27 và 15 yên Velo. Cái này thì chưa qua sử dụng đâu bởi vì em thấy cái đường ray này chưa có vết mà tổng quan yên thì mới leng keng luôn. Đấy cho nên là em cảm giác là nó chưa sử dụng đâu. Đấy mà giá cũng rất là yêu. Ngoài ra một cái yên này là đợt trước em có về được một cái. Yên này yên của thương hiệu Binchi và cái dòng này rất là êm, dày to. Đấy. Có một bác ở trong Sài Gòn lấy cái đấy rồi. Còn cái này là rất nhiều bác dặn nhưng mà em cũng tìm rất là khó đến hôm nay. Mấy tháng rồi hôm nay mới về được một cái, mới mua thấy mới mua luôn. Đây cái chiều dài của nó ở chiều ngang của nó tận 17,5. Cái chiều dài của nó là 27,5. Đấy. 17,5 và 27,5. Cái phần mút của nó thì em nghĩ nó êm vô đối luôn. Đấy, nó tương đối dày luôn các bác ạ. Màu da nâu. Cái phần đế thì nó là kết hợp nhựa này. Đấy và cái này nó không nhầm thì là đây có lò xo này. Đấy, cho nên nó vừa có mút dày mà nó có cả lò xo nữa, cho nên nó rất là êm. Cái này của tự cái yên này của thương hiệu Binchi, nhưng mà cái về mà thương hiệu của sản xuất cái yên thì là của thương hiệu Shelly nha các bác nhá, Shelly Royal nhá. Đấy và cái này là handmade China. Cái thương hiệu Shelly Royal này của Italia. Đấy nhưng mà người ta đặt sản xuất tại China. Đấy, cái hàng này hàng chính hãng Nhật các bác về các bác nhé. Cái này đã qua sử dụng rồi đây, người ta có vết xước ở trên cái xương đây thì người ta bắt lên yên rồi, nhưng mà tổng quan thì em cảm giác cái này người ta dùng rất là ít luôn, cho nên là rất là đẹp mới. Đấy, cái yên này thì bản thân là mua bên Nhật về mới tinh thì nó khoảng tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu gì đấy các bác ạ. Còn cái này thì em để giao lưu với các bác là 980.000 bao gồm cả ship, rất là giá bằng một nửa thôi, rất là yêu. Đây em lấy cái có hộp này, có một cái hộp mà của thương hiệu Caputo. Cái này là đựng đồ các nhá, này vặn xoáy ra này thì bên trong này đấy. Thì cái này là đựng đồ các bác, đựng các cái tool hoặc là kính hoặc là các thứ là các bác đựng cái hộp đựng đồ đấy, có nó có cái khớp để cái gọng nước nó bắt vào đây. Cái này là made in Taiwan, tất cả đều Caputo thì thương hiệu của Nhật mà. Đấy, thì cái này nó dòng này sản xuất tại Taiwan và tất cả đều chữ Nhật này. OGK Caputo, cái thương hiệu rất nổi tiếng bên Nhật. Cái này dung tích của nó là 700 ml. Đấy, các cái thông số cái thương hiệu đây, logo thương hiệu đây. Cái này em cũng không hiểu họ có các cái phần thước kẻ in này, các cái thông số trên đây để làm cái gì. Đấy, cái này là hàng lướt, rất đẹp. Ok, 380.000 để các bác để đồ các nhá. Riêng đấy luôn cái chân trống giúp. Em đây có về được một cái chân trống này cũng tương đối là cao đấy, có hai chân trống đây. Xin quay chắc quay xa này thì các bác nhìn đấy, zoom lại đấy, cái chân trống Mirola này, cái này em thấy nó rất là dài cao đấy. Mấy xin lấy cái thước kia, lấy cái thước kia mới đo được cái này đấy. Cái chân trống này là của thương hiệu logo Mirola này đấy, nhưng made in China. Cái này đời mới, còn cái đời cũ của nó thì tất cả cái thằng Miura này thì đều là made in Japan cả. Nhưng mà cái này đời mới thì họ này đặt gần đây thì người ta sản xuất tại Trung Quốc và người ta vào Nhật. Đấy, cái thằng Miura này dùng đồ của nó thì cực kỳ thích. Cái này chân trống này thì có thể là cái chân trống cài và cái này có thể là di chuyển cái phần này để phù hợp với cái xe, cái càng xe của mình ấy. Rất là dễ luôn. Cái phần cao su đệm này đỡ bị xước càng, rất là êm. Đấy, cả cái thanh này nó sẽ chạy này. Cái này nó sẽ cái thanh dây này các bác gạt lên phát thì sẽ di lên di xuống được luôn. Đấy. Cái này thì em mua về với mục đích là mình để dùng. Đấy, cho nên là và các bác nếu mà thích những cái hàng chất lượng như này thì các bác em vẫn để lại giao lưu với các bác bình thường các bác nhé. Cái này em mua về đến đây và giá để cho các bác là 1,25 triệu bao gồm cả ship. Đấy, hôm trước em cũng có về một cái rồi để dùng nhưng mà có bác lại muốn lấy lại để dùng nên cho mà em để lại cho các bác. Đấy, còn cái này em sẽ để lại em dùng. Nếu mà các bác nào thích thì em mới chia. Đấy, còn không thì em để lại. Các bác nhé.
Đấy, cái này thì em đây xin quay để em đo qua cái size cho các bác để các bác hình dung cái độ chiều cao của nó. Đấy, từ dưới đất lên là 60, đây phải dưới tận đất lên 62 cm. Đấy, 62 cm các bác nhé. Còn cái này nó có thể gạt được này, các bác nó có cái nẫy ở đây. Các bác bóp lên một phát là các bác gập lại được. Đấy. Gập lại nhài luôn. Đây, sẽ gập lại như này luôn. Nó thì các bác để như này, gập nhài hoặc là đặt cất đi rất là ok. Còn khi mà dùng thì các bác gạt lên như này. Đấy, cái này nó sẽ có cái lò xo, nó sẽ đẩy xuống và gạt nó phát là nó sẽ cứng. Đấy, còn khi cài xe thì cái này nó có thể di chuyển này. Cái này các bác có thể nhấc lên này. Đấy, các bác có thể di chuyển cái này xuống lên xuống được các bác nhá. Đấy, lên xuống này tùy theo cái size của cái càng xe của các bác nhá. Xong các bác lại ấn xuống thì nó lại chặt. Đấy, cả hai bên các bác đều có thể di chuyển theo cái đường ray này được. Nói chung là cái thằng Minora này nó thiết kế cái này rất là tiện luôn. Còn bình thường nó họ có loại họ chia các cái lỗ ấy. Chia các cái lỗ ở đây ấy, thì mỗi một xe là một size cái càng kiểu thiết kế càng khác nhau. Cho nên là nhiều khi nó bố trí cái những cái đấy mình sẽ phải tháo ra lắp vào nó rất là mất công. Cái này thì em thấy ok. Tất cả nó đây là thân trên bằng nhôm này. Còn phần đế dưới nó sẽ là hợp kim thép gì đấy. Nó chắc chắn lắm, khỏe, nặng. Cái này riêng từng ship nó đã hết 400-500 nghìn rồi các bác ạ. 2 cân, nó tính hơn 2 cân đấy. Đấy, em gập lại nhá. Gập lại em để kia. Rồi, đây em để ở bên này cho nó rộng nhá. Riêng tiền ship không nó đã tương đối tốn tiền đi đường bay mà các bác. À, đây là một cái chân trống tiếp theo này. Một cái trống này của Easy này. Đấy, cái chân trống này thì nó bắt vào cái ti bật các bác nhá. Bắt vào cái ti bật ở đây. Đấy, và nó có cái ốc này khớp này để điều chỉnh này. Đấy. Cái này thì dùng cho các bác có xe carbon mà không muốn dùng chân trống hai điểm. Đây, nó có một cái vòng đệm nữa này. Kèm theo này, cái này mới tinh chưa qua sử dụng. Giá của nó có 550 nghìn thôi. Đấy, cái này nhá, dù có các thể điều chỉnh cái độ ngả của xe là đều điều chỉnh được nhá. Cái này của Nhật tất cả này, chữ Nhật hết thế này, EG này. Made in thì made in Taiwan. Đấy. Xịn sò luôn. Mà giá có 550 nghìn thôi. Cái này em mua được rẻ cho nên em để quá rẻ. Bình thường cái chân trống mới như này phải tầm 700 đến 800 nghìn một cái. Đấy, cái này thôi hôm nay gọi giá sale tốt quá nhá, 550k. Đấy là về chân trống này. À đây có một cái chân trống này nữa. Cái này thì là của thương hiệu Topper. Nó có một cái túi vải nhung này. Cái giấy đây là cái giấy hướng dẫn này. Đấy. Các cái giấy tờ thông số cách thức sử dụng nhào thì ở trong này nó mô tả hết quá nhá. Đấy, thì em để nguyên này gửi cho các bác. Cái chân trống này thì lâu lắm này mới về được. Của thương hiệu Topper. Cái này thì chắc là dành cho cái size của các bác là giò đĩa là dưới 40. Đấy, cái size giò đĩa của bác tầm 35-37 thôi. Để em xem cái nào lọt lòng của nó bao nhiêu. Đây, phía bên trong này. Đấy, nó chỉ có 36 thôi. Đấy, 36-37 đổ lại thôi. Thì là các bác dùng cái này. Gọi là dưới 38 nhé. Dưới 38, dưới 3,8 cm các bác nhé. Đấy, cái này kéo xuống này. Đấy, sập vào đây. Các bác ngả cái này ra. Đấy, là các bác chống vào cái giò đạp. Đấy, coi như hình dung như cái giò đĩa đây. Đấy, cài nhảy phát là xong. Đấy, các bác chống như này. Cái này thì nó xịn sò, đẹp, chất lượng và giá bên Nhật thì rất là cao. Toàn quanh 7.500 yên đến 8.000 yên. Về đây nó khoảng tầm 1.6.000, 1.7.000. Đấy, cả ship về đây. Nhưng còn cái này thì em để cho các bác giá 880.000. Cái này thì hầu như không sử dụng quá nhá. Cái này đây. Cái này không nhầm thì nó là chưa phát nào luôn này, này. Đấy, gần như không dùng đâu. Em nghĩ là cái này người ta kiểu như là dùng hoặc là mình cứ coi như hàng nước thôi, nhưng mà em cảm giác gần như chưa sử dụng. Đấy, đây này. Tất cả nếu có sử dụng thì nó sẽ có vết ngay. Đấy, họ chống xe nó sẽ có vết ngay. Nó rất đẹp. Bình thường nó khoảng các bác mua mới tinh thì nó rất là đắt. Đấy. Cho nên em sẽ để các bác giá cực kỳ yêu luôn, 880.000. Nhưng mà nó chỉ có một cái. Chính vì vậy mà bác nào nhắn cho em thì em để thôi, chứ còn thì rất nhiều bác dặn. Nhưng mà em thật sự xin lỗi, bây giờ cũng không thể nhớ hết, kiểu em cũng đã lưu rồi ấy. Nhưng bây giờ để nhắn lại cho từng bác một thì cũng có một cái thôi, chứ nhắn bác nọ thì không được bác kia. Thì cũng rất là xin lỗi các bác nhé. Thì các bác nào mà nhắn tin thì em sẽ gửi cho các bác. À, em về được một khóa Oxylo. Em về được một cái khóa này. Khóa thì được 3 cái. Rồi. Em đang quay thì em xin lỗi, em mới vào em mới phá các bác ạ. Thì em xin lỗi các bác nhé.
Đây có một cái khóa này, cái khóa này để bắt vào ốc này, vào cái càng chỗ phanh nhé các bác, chỗ cái phanh sau phanh V, chỗ cái phanh sau phanh V. Ủa em silo quấy quá, xin lỗi các bác, em silo bắt đầu phá đám em rồi. Cháu mới được gần 2 tuổi nên là cháu đang nghịch, thấy bố mẹ quay cháu quay với anh Jin quay là cháu vào cháu đòi nghịch. Xin lỗi, rất mong các bác thông cảm. Em giới thiệu tiếp ạ. Đây là cái khóa này dùng để bắt vào cái chỗ ngàm phanh nhá. Đấy. Và cái này là của thương hiệu Bridgestone. Đây, logo Bridgestone. Và cái này nó cài bằng cái mã số bấm, các cái mã số bấm ở đây. Em cũng chưa dùng cái này bao giờ đâu, bình thường nó có chìa cơ. Nhưng cái này đây này, họ có hướng dẫn cách lắp đặt này. Đây. Đấy, cách lắp đặt này và cái cách cài setup cái mã khóa này. Cái này thì các bác đưa vào Google dịch cùng phát là ra luôn. Đấy, thì các bác giúp em. Cái này là made in Japan luôn nhá các bác nhá. Đấy, giá cái này bình thường mua toàn tầm trên dưới 1 triệu thôi. Đấy, nhưng mà cái này để em mua kiểu như thanh lý nên giá về rất là tốt, có 550.000. Đấy, bình thường các bác mua không bao giờ dưới 800.000 đâu. Đấy, khóa Nhật mà, tất cả đồ made in Japan của thương hiệu Bridgestone này rất là đắt. Thậm chí có những cái toàn 1 triệu 3 đấy, 1 triệu 3 một cái đấy. Đấy, em để cho các bác có 550.000 thôi. Em mua được giá tốt thì để cho các bác giá tốt thôi. Có một cái thôi các bác nhá. Ngoài ra một cái khóa bình chi này. Cái này có hai chìa. Đấy, cái chìa đẹp thật, màu xanh ngọc. Logo bình chi này. Cái nền khóa này là màu xanh ngọc này. Rất là đẹp. Đấy, còn cái phần ổ khóa này, gạt ra này. Đấy, ui dồi. Rất đẹp, nói chung là xịn sò. Cái thằng bình chi nó thiết kế tinh tế lắm. Cái thanh này thì không hiểu là hợp kim, chắc là hợp kim. Đấy, nhưng mà nó không quá nặng các bác nhá, rất là vừa phải. Đấy, và con nói chung là thằng BNG nó làm thì đẹp và tinh tế. Tổng quan khóa này em cảm giác nó không có xước xác nào đáng lưu ý. Đấy, rất đẹp. Đấy, khóa này thì mới tinh ở bên Nhật đập hộp với các bác full box ấy thì nó rất là cao. Đấy, gần 2 triệu một cái. Đấy, còn cái này giá của nó rất là yêu, 870.000. Đấy, hai chìa mới tinh. Đấy, các bác mà yêu thì nhắn giúp em, có một cái thôi ạ. Đấy, ngoài ra một cái khóa này là khóa của thương hiệu Abus. Cái thương hiệu Abus ở bên Nhật này thì nó rất là xịn sò và thứ hai là nó cũng đắt. Đấy, giá của nó em thấy rất là cao. Cho nên thỉnh thoảng thấy cái nào hợp lý, họ thanh lý thì em mới mua thôi. Cái khóa này thì đã qua sử dụng rồi. Thì hiện tại bây giờ em thấy nó có, họ chỉ có một chìa thôi này. Cái này nếu các bác nào mua thì về có thể sơ cua thêm một chìa nữa. Nhưng mà cái phần dây của nó thì nó có bọc bên ngoài một lớp vải để chống xước nếu các bác bắt vào xe. Cái này thì em cảm thấy nó tương đối nặng tay đấy, cái này phải hơn 1 cân. Thì chắc là các bác kiểu không mang đi theo xe đâu mà các bác khóa ở nhà thôi, hoặc khóa xe máy, xe miếc, hoặc khóa cái cổng cũng được. Rất là xịn sò luôn, cái thằng Abus này thì ở bên Nhật thì giá rất là cao, xịn sò. Cái ổ khóa nó chắc chắn và đặc biệt là cái dây của nó thì cái này kiểu như chống cắt luôn. Cái khóa này khóa chống trộm, cái chống cắt luôn. Đấy, giá của nó rất là tốt các bác nhá, 570.000. Em ship cái này về đây đã hơn 200.000 rồi. Hơn 1 cân mà. Đấy, cho nên là cái này để giá cực kỳ yêu, bác nào thích thì giao lưu với em. 570.000 cả ship. Đấy là về khóa này. Hết rồi này. Để chuyển sang bơm thì em có hai cái. Một cái bơm này của thương hiệu Tupper. Cái dòng này là dòng Rocker. Đấy. DX2 này. Dòng này trông là rất là xịn sò luôn, đẹp, tinh tế. Có cái pad luôn để gắn vào khung. Và cái phần em thử mở ra nhé. À đây. Đây, cái phần nắp của nó đây. Bơm thử em nhé. Ui à. Cái này rất khỏe luôn các bác nhé. Rất đẹp và khỏe. Đấy, bơm thì các bác gạt lên trên này. Các bác cắm vào bơm, không bác gạt lên. Từng chi tiết một nó làm mạ chrome nhôm rất là sáng bóng luôn, rất đẹp. Đấy, cái nắp chụp này. Cái nắp này, cỡ là cái này. Đấy. Khi các bác bấm vào thì nó xoay một phát thì để khóa. Đấy, xoay một phát thì nó có cái nấc này, giữ. Còn khi bác dùng bác xoay ngược lại. Đấy, rút ra. Đấy, nó có cái nẫy ở đấy. Giá của nó có 650.000 thôi. Cái này rất đẹp. Rất xịn luôn đấy. Topper. Một cái thứ hai là của thương hiệu Lijin. Đây, logo Lijin này. Cái thương hiệu Lijin này thì cái dòng này thì em thấy cái giá rất là cao. Cái này đã qua sử dụng rồi. Thấy cũng có cái dấu hiệu đã qua sử dụng. Đấy, nhưng mà nó cũng cái dòng này nó bằng nhôm trắng rất đẹp. Đấy, cái này dành cho truck driver này. Đấy, có cái phần này, pad này để gắn bơm vào cái pad này, gắn vào khung này, à cái trụ ống nước ấy quá. Đấy, còn cái phần bơm thì
ở đây nó có một cái nắp chụp, nhưng mà cái nắp chụp này để giữ để ấy thôi, để giữ cái chắn bụi thôi. Đấy, thì cái này em thấy là cái nắp chắn chắn này nó bị mất này, giống như bên này thì nó mất cái này, cái này mất mất cái này. Đấy, còn lại thì em rút ra em xem nhé. Ui, khi mà bơm nó dài này. Đấy, ui cái này khỏe lắm. Đấy, cái này khỏe lắm. Thì khi mà bơm thì các bác sẽ tháo cái này ra, tháo cái đầu vòi này trong này. Đấy, cái vòi trong này các bác nhé. Cái phần này thực ra nó chỉ là để giữ cái chống bụi chống nước thôi. Đấy, chứ còn nó không nó, nhưng mà nó nói chung là hàng cũ thì nó bị như vậy. Đấy, còn cái này thì lắp vào bên này. Đấy, cái đầu vòi các bác nhé. Đây, các bác lắp vào cái đầu vòi này. Đấy, xong các bác lắp vào van xe này. Rất khỏe luôn các bác ạ. Cái dòng này thì cực kỳ khỏe và dùng thích lắm. Thương hiệu Lizin thì rất đắt đắt đỏ. Giá bên Nhật những cái dòng này mới tin thì rất là đắt. Đây, xong các bác giữ vào đây, xoáy lại là xong. Đấy. Cái này thì em đo size nhé. Thước đo nhé. Đây em lấy cái thước em đo size cho các bác xem nhé. Cái này chiều dài của nó này. Chiều dài của nó là 30cm. Đấy, 30cm. Còn cái topper này. Cái topper này là 22cm, 21cm, 22cm. Đấy. Nên là cái này thì các bác bắt vào cái khung chéo nhá. Đấy, khung chéo cái này thì có thể khung đứng và khung chéo đều ok. Đấy, tùy theo nhu cầu của bác thôi. Giá cái này là có 520.000 cái thằng Lizzy mới này thì đắt lắm. Đây bây giờ đến kính đi. Hôm nay về được một cái kính của thương hiệu SH cộng. SH cộng này thì là thương hiệu của Ý. Hộp nguyên hộp nha, hộp rất đẹp. Xung quanh bên ngoài nó cảm giác cầm nắm rất là êm. Hộp rất đẹp, khóa nó này, khóa SH cộng này. Đây. Cái này cái kính này thì có một cái là trắng này, một cái mắt là đen này. Đấy, một cái cũng đều SH cộng này. Đấy, một cái logo chìm với logo hai bên nhé các bác nhé. Còn một cái này là cái này là màu kiểu màu nâu. Đấy, em cũng không biết được cái dòng này có đi đêm phản quang hay đại khái như nào không, nhưng mà thấy thường thường SH cộng này rất là xịn sò. Mũ bảo hiểm của nó rất là đắt. Còn cái kính này thì mở hàng mới tinh thì cũng rất là đắt. Cái này thì nó là kiểu như là hàng lướt ấy. Người ta không dùng nữa, người ta thanh lý. Đây, một cái túi này. Một cái túi đựng kính đây, logo SH cộng này. Một cái sợi dây, cái này dây đeo này. Đấy, đây dây đeo nó có phần cao su này. Ui, cái phần dây này sờ nó mịn thật. Em gần thì em không đeo kính nên là em cũng không dành về kính lắm. Đây, kính đây. Đấy. Đấy, SH Plus. Đấy, logo này, S cộng này. Đấy, còn cái phần xương này, S cộng này. Cái này thì em không biết để tìm xem made in ở đâu. Đây nó có SH Plus, cũng logo ở dập ở đây. Không biết nó sản xuất tại đâu. Đấy, nhưng cái dòng SH cộng này thì ví mũ bảo hiểm với các thứ thì tất cả đều là made in Italia. Còn cái dòng kính này thì em chưa thấy made in, nhưng mà em cũng không dành về kính lắm. Em thấy giá hợp lý thì em mua thôi. Và cái thương hiệu này thì em thấy rất nổi tiếng. Đây đây, giấy tờ đây. Để xem nhé. Đây có cái ngăn đựng giấy tờ đây. Đây, okay. Rất nhiều bác hỏi nhưng mà em thấy nhiều kính nó đắt lắm. Đây này. Đây là bằng tiếng Anh này. Đấy, thằng S cộng nó về mũ bảo hiểm. Bởi vì thằng B&G nó sẽ dùng cái mũ bảo hiểm của thằng S cộng này với thằng Kabuto. Tất cả bằng tiếng Nhật rồi đấy. Không thấy made in. Khả năng các bác tìm hiểu giúp em nhé. Nhưng mà đây là hàng chính hãng, em mua bên Nhật cho nên các bác yên tâm về chất lượng. Còn thằng thương hiệu này thì của Ý rồi. Tất cả các sản phẩm của nó về mũ bảo hiểm thì em thấy 100% made in Italia. Đấy, còn cái thằng kính này thì em cũng không rõ và tìm mình cũng chưa để ý thấy. Đấy, cái này giá bao nhiêu? Giá em để các bác có 1.150.000. Cái kính thương hiệu SH cộng này bình thường nó tương đối đắt đấy. Thì em mua thì thực ra nhiều khi là theo cái ấy thôi, theo cái giá mà mình đấu giá thôi. Về thì cộng thêm một ít công để giao lưu với các bác. Còn bình thường mới các bác mua cái này cũng tương đối cao tiền. Đây. Hộp S cộng đây. Kính này. Gọng nước đi, em về một loạt gọng nước nhé.
giới thiệu nhanh các bác cọng nước này thì em giới thiệu rất là nhiều rồi. Cái gọng topper thì có 2, 4, 5 cái gọng topper. Thì trong đấy thì có 4 cái là 280.000 một cái, bao gồm cả ship. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn, bình thường là phải 350. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng em mua nhiều thì em cứ để giá yêu thế. Đấy. Cái thằng topper này thì được một cái dùng rất là thích là nó có cái phần tháo mở này này, à cái phần điều chỉnh cái độ mở của cái giữ bên trên này. Đấy, có thể vừa phù hợp với cái size của mình từ nhỏ đến to điều chỉnh ở đây. Đấy, cái nó nới rộng ra cái phần đựng đồ. Đấy, cái nhựa của nó thì cực kỳ là bền, chắc chắn, khỏe. Cái phần thân này rất là đẹp. Đấy, logo topper. Thì tất cả cái này là 280.000. 4 cái. 4 cái 280. Đấy, còn mà cái này thì là 200.000 thôi. Cái này thì em thấy là bởi vì là giá thấp hơn, bởi vì em kiểm tra thì em thấy cái nhựa này này, bên ngoài cái màu của nó bắt đầu có cái kiểu như là màu thời gian ấy. Đấy, nói chung nó không được mới như mấy cái kia cho nên là em sẽ để giá tốt hơn. Đấy, 200.000. Giao lưu với tất cả các bác. Đấy, thì cái, như cái này nó gần như mới tinh này thì nhựa nó màu như này, đẹp nha, còn cái này nó phơi nắng phơi mưa nhiều chẳng hạn thì nhựa nó sẽ như thế này. Đấy, thì em để rẻ nha các bác nhé, để cho các bác chơi. Đấy. Còn gọng gọng bo chân gơ thì em về được hai cái gọng bo chân gơ. Cái gọng này là một gọng đỏ này và một gọng trắng này. Đấy. Nói chung là đẹp len keo. Gọng trắng này tất cả đẹp len keo. Đấy, đây cũng có vết bẩn này. Cái này chắc lau phát là đi thôi. Đấy, còn đâu là đẹp len keo không có xước sát gì cả. Cái gọng đỏ này cũng thế. Đấy, họ cũng đã dùng rồi nhưng mà thấy đẹp len keo á. Đấy. Rất đẹp luôn. Gọng mới tinh thì rất đắt các bác nhá. Thằng bo chân gơ rất đắt. Đấy, nhưng mà gọng lướt này thì mua tốt hơn, giá của nó có 350.000 thôi. Đấy, có hai cái. Cái gọng nhôm này thì giá 200. À đâu, cái này là từ cái gọng Michi. Cái này để qua 200 các bác nhá. Cái gọng nhôm này màu đen. Cái này theo cái bình Michi đây, hôm trước em bán đấy. Để các bác 200 thôi. Giao lưu. Đấy, đèn về được 3 cái đèn. Và 4 cái đèn. Hôm trước em cũng có về được một vài cái đèn cắt ai thì được các bác ủng hộ rất là nhiều. Cho nên là rất là cảm ơn các bác. Đấy, hôm nay thì về được tiếp tục 3 cái. Thì có một cái màu trắng này. Cắt ai này thì có hai loại, một là AMPP 300 và một là cái này mới tinh AMP 500. Đấy, cái 300 này thì giá của nó cũng rất là yêu, có 620.000 thôi. Đây. Em chiếu sáng để các bác xem nhá. Đấy, sáng cường độ cao, sáng thấp hơn này và chuyển sang cảnh báo nhấp nháy này. Đấy, chuyển sang cảnh báo nhấp nháy này và nhấp nháy chậm, nhấp nháy nhanh, nên là nó có 4 chế độ và quay trở lại thì sẽ về cái này. Đèn này 300 lumen thôi nhưng em thấy mức sáng nó tương đối cao, các bác đi đường thoải mái luôn và cái pin nó thì cũng tương đối bền. Đấy. Ở mức sáng 300 lumen thì các bác có thể dùng trong vòng từ 2.5 giờ đến 3 giờ. Đấy, còn mức sáng 150 lumen thì các bác được khoảng tầm 4 đến 5 giờ. Còn cái phần nhấp nháy thì các bác sẽ lâu hơn 7-8 tiếng cái chế độ nhấp nháy flash ấy. rất là bền. Nói chung thằng cắt ai là một trong cái thương hiệu mà bên Nhật người ta dùng rất là nhiều. Cái đèn chất lượng lô cắt ai thương hiệu của Nhật thì các bác yên tâm cái chất lượng. Cái độ mới cả ba chiếc này thì gần như nhau, em thấy là rất là mới luôn, không có xước sát gì cả, đẹp và không có cấn đụng, không có xước sát cấn cái gì ở đâu cả, rất đẹp. Nói chung là nhìn le ke, cảm giác người ta dùng rất ít. Cái này tất cả dùng pin sạc quá nhá. Đây, cổng sạc đây. Đấy. Và cũng tất cả những cái này về thì nó không có cái rắc đâu, cái gọi là chân sạc trên chiếc gì đâu, họ thanh lý cho nên là nhiều khi họ cũng không có thời gian họ tìm những các cái rắc chẳng hạn. Thế thì các bác về các bác mua giúp em một vài 20.000-30.000 giúp em. Đấy. Một cái trắng một cái đỏ này, giá tiền thì đều như nhau. Đây em test cái đỏ nhé, cái đỏ này thì rất là đẹp. Đấy. Bấm và giữ thì nó sẽ tắt, còn bấm một phát thì nó sẽ chuyển, cứ bấm một phát thì nó sẽ chuyển các chế độ, bấm và giữ thì nó sẽ tắt. 4 chế độ. Đấy, 3 cái em kiểm tra test ánh sáng nhá. Đấy, cả 3 cái đều ok quá nhá. Đấy, cái này thì sắp hết pin rồi cho nên là nó sẽ báo đỏ này. Đấy. Đấy. Sắp hết pin rồi mà sáng vẫn rực như này. Đấy, ok, khi mà các bác sạc mà nó không thấy báo đỏ thì nó đầy pin nhá. Còn khi bắt đầu nó báo đỏ thì nó có sạc được bao giờ hết. Các bác sạc cái này tầm khoảng tầm quanh quanh tầm 3-4 tiếng các bác nhé.
có ba cái. À đây, một cái mới tinh. Cái này thì em cũng chưa khui. Đây, cái này của Cat Eye này. Cái này AMPP 500 các bác nhá. Mắc của nó là 500 lumen. Đấy, màu đỏ. Đây, màu đỏ đây. Red này. Đấy, cái này chống nước của tiêu chuẩn chống nước là IPX4 này. Đấy, cổng sạc USB này. Đấy, các độ sáng với các cái thông số của nó này. Cái phần mà cài được cái ghi đông từ 22 đến 35. Đấy, chiếu xa tận 30 mét này. Nói chung các cái thông số này thì các bác có thể ship search giúp em ở thông tin ở trên trang chủ bên Japan Cat Eye này, .co.jp. Rất là chi tiết và thậm chí là giá luôn. Cái thằng 5.500 này thì giá tương đối cao. 78.000 yên. Gần 2 triệu một cái đấy. Triệu mấy. Đây em mở thử ra nhé các bác nhé. Đây là cái đèn này. Bóc siêu luôn các bác nhé. Đây là cái thân đèn này. Đây là cái cáp này. Đây là cái sổ đi đây. Đây là không biết cái sổ gì đây. À, đây là cái bảo hành cho cái hướng dẫn các bác nhá. Đấy, hướng dẫn. Đây cái lắp này, còn họ có miếng đệm đây, nó đệm cái gì? Chắc là đệm cái chống sốc. Đấy, 500 mới tinh. Đấy, có dây cạp dây cáp sạc đấy các bác nhá. Đấy. Em thử xem nguồn nào. À, nó vẫn có pin đây nhỉ. 500 này. Độ sáng tương đối cao. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 4 chế độ sáng các anh em bấm vào giữ thì nó sẽ tắt. Màu đỏ rất đẹp luôn. AMP 500, mức sáng mắc nó 500 lumen. Đấy, em lại để vào trong cái hộp này như này. Đấy, thân đèn này. Đấy thì em cài lại sau. Đấy, một cái ở đâu cái này cái đèn này bây giờ về đến chuông ở đây đèn tiện đèn luôn đèn có một cái đèn có cái đèn Cat Eye 300 à không phải 300 sorry các bác đèn Cat Eye đây em xem này bấm nguồn ở đây cái này cái đèn Cat Eye đèn hậu các bác nhá Cat Eye này cái này là Rapid Micro Auto. Cái này hình như là có cái chế độ mà auto đấy. Khi mà các bác đi nó sóc thì nó sẽ cảnh báo. Đấy, cái này thì đây, nhấp nháy này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, nó có nhấp một cái, 1 2 cái có hai đèn thôi. Đấy, bấm hai phát thì chuyển. Bấm vào giữ thì tắt một phát này. Một chế độ này. À nó phải đi nó phải rung sao ấy các bạn ạ. Em cũng không dùng. Nó cả nó auto. Em thử lắc nha. Đấy nó hiện lên nhiều cả hai đèn cùng một lúc luôn. Cái này sạc bằng USB. Đây, chân sạc USB đây. Cái này độ mới em thấy rất là cao. Rất mới luôn. Auto nhá, có auto các bác nhá. Đây. Đi luôn. Em cũng chưa dùng loại này cho em cũng không dành lắm. Cái dòng auto lắm. Đây, nó chắc nó có cái cảm biến lắc này. Đây có cái dây đây. Cái này thì giao lưu thôi bởi vì em mua nhiều thứ cho nên là cái này em mua bên Nhật rất là đắt. Đấy, về đây là 340.000 luôn các bác nhá. Để các bác 350.000 bởi vì mấy hôm rồi em toàn bán 350.000 nên cho nên là cái này thôi để giao lưu các bác. Đấy, các bác nào lấy thì nhắn giúp em chỉ có một cái thôi. Còn đèn Minchi. Đèn Minchi về được hai cái. Hôm trước thì các bác cũng lấy hết này. Cái đèn Minchi này thì nói chung là giá mới tinh thì nó rất là cao. Đây, cái này cặp này thì gần như mới luôn các bác nhá. Gần như mới tinh không có xước xát gì cả. Cả cặp này để các bác 1.150.000 em bán cả cặp luôn chứ không bán lẻ. Đây. Đèn chiếu sáng này. Đấy, nó cũng rất nhiều chế độ, mấy chế độ. Nhấp nháy cảnh báo nó rất thích em tắt này.
Cái này thì chiếu sáng xa ấy, nó không xa như mấy cái đèn cắt ai to cái đâu, nhưng mà nó rất là đẹp đấy. Và thứ hai là cái chế độ nhấp nháy của nó chiếu quá đi ok, nói chung nó ở mức độ vừa phải đấy. Bấm và giữ này đấy. Thì cái này nó có thể là đèn phụ trợ thêm, còn các bác mà đi xa, mà thứ hai đi đường tối nhiều ấy, thì các bác nên sắm những cái đèn công suất cao hơn. Còn cái này công suất nó vừa phải thôi, nó không nó không lớn như các cái đèn kia. Đấy, nhưng mà cái đèn hậu của nó thì rất là sáng. Đây em bấm thử nhé. Đây cái đèn này đèn đời mới, cái phần cái cảm biến cái bóng bóng led ở bên trong ấy, nó rất là đẹp luôn, thích cực luôn. Đấy, sạc USB, tất cả cái này sạc USB, cổng USB đây. Đấy, cổng USB đây. Đấy, còn nút nguồn đây. Cái này thì cài này rất là dễ, khi các bác cài vào khung xe rồi chỉ lắc sang bên trái một phát là rút ra, và khi bác lắp vào cũng vậy, sập rất là nhẹ, rất chắc chắn luôn nhé, cả hai trước nhé. Cái đằng trước ấy thì đấy, gạt là phát đến ngang đấy, nó rất là tiện đấy. Khập phát đứng giữa phát là ok. Em test cái đèn hậu nhé. Ui giời, sáng rực luôn các bác ạ. Đây, nó sáng lắm, cái cường độ sáng cao, cho em chói mắt luôn. Em phải để hướng lên như này nhé, không em nhìn vào đấy, nó bằng đấy là chế độ sáng vừa đấy, để sáng chói này. Đấy, việc nhấp nháy này. Ui, nó nhiều chế độ lắm. Đấy. Cái riêng cái nhấp nháy của nó có 2-3 chế độ liền. Đấy. Đấy, nhấp nháy này. Rất nhiều kiểu nhấp nháy luôn. Đấy. Cái này tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 3.000 gần 4.000. Cái này mua mấy tinh bây giờ nó khoảng tầm 800 hơn 800.000 các anh nhá. Đấy, chưa vận chuyển ấy, vận chuyển về đây phải cộng thêm gần 100.000 vận chuyển nữa, nó khoảng tầm 900.000. Đấy. Nhưng cái này em để cho bác cả cái bộ này có 1.100.000 thôi. Cái này em mua cả bộ này. Còn bán lẻ thì thôi. Em bán cả bộ luôn, bởi vì hôm trước em bán một cái có 550.000 thôi. Thế nhưng mà thỉnh thoảng thì mới đấu được những cái món gọi là giá đẹp như này các bác, chứ không phải lúc nào cũng có. Nên nếu mà mua mấy tinh em mua được ngay, hoặc là mua ở ngoài store bình chi, cái này mua được ngay nhưng mà giá nó về hơi cao. Đấy, hơn 800.000 thôi. Đấy, hai cái đèn. Tiếp sau đồng hồ. Thì em về được một cái đồng hồ cắt ai. Cái này đầy đủ cả bộ các bác nhá. Đây, trước sau thông số đây. Đấy. Cái này dùng, cái này là made in Japan. Cái này cắt ai made in Japan. Đấy. Em thử test cái ấy qua cho các bác xem nhé. Đây. Đấy, nó bắt đầu khi mà chạy phát thì cảm biến nó chạy thì nó sẽ báo cái đồng hồ. Cái này giá của nó có bao nhiêu? Giá có 580.000 các bác nhé, bao gồm cả ship một bộ đồng hồ này. Cái nệm lốp của thương hiệu Swarovski, cái này thì là bằng nhựa 200k cả ship. Swarovski thì rất là xịn sò. Đây, tìm có gì trên đây. Ba cái chuông, em về được ba cái chuông của thương hiệu Knorr. Đấy, cái chuông này là giá của nó là 470.000, có 3 cái thì có 2 cái là đã. Đấy, cái này chuông rất là kêu luôn. Màu đen, size là 31.8. Giá 470.000. Đấy, có 2 cái mới cao các bác nhá. Thương hiệu Knorr thì các bác search rồi, giúp em Knorr Oil Class. Cái này size 31.8 là vòng ghi đông. Đấy, cái này cũng vậy thôi, nhưng mà nó có hộp và nói chung là nó full box cho nên giá nó cao hơn. Còn các bác mua mới tinh ở bên Nhật thì nó quanh 3.000 yên, 2.900-3.000 yên. Đây, cái hộp nó như thế này. Cái này thì ba cái này độ mới thì em cả đấy, rất là kêu, rất thích luôn, rất vang đấy, rất vang, rất yêu. Cái này thì giá là nguyên hộp này là 570.000, hàng mới thì đắt hơn một chút. Còn bình thường các bác mua chắc chắn là không bao giờ dưới 650.000. Đấy, các bác mua bên Nhật giúp em thì chắc chắn là giá như vậy luôn, bởi vì là tất cả họ đều bán vậy. Còn cái này người dân người ta mua thừa, người ta dùng thì giá nó ok hơn. Đấy, giá này ba cái này như nhau. Đấy, pu tăng em về được ba cái pu tăng để đọc sai nhé. Ba cái pu tăng thì cái đầu tiên là cái cửa thương hiệu đây, Chuvatip. Đấy, cái thương hiệu Chuvatip này thì cũng rất nổi tiếng. Các bác dùng các cái xe mà có cái giò đĩa Chuvatip hoặc là cổ xe thì cái này là size ngắn các bác nhá. Cái ghi đông cái pô tăng ngắn. Cái này size có bao nhiêu? Đây. Size có 4.5 các bác nhá. Size 4.5. Đấy, chiều dài pô tăng 4.5 thôi.
Và cái phần lòng trong của cái ấy này là 31.8 này. Đấy, cái này là bắt vào cái cổ 31.8 nhá. Còn cái cổ của cái cổ put lên ấy thì là nó là 27 28. Đấy. 28 các bác nhá. Thế thì cái này giá của nó là 580.000. Đấy, các bác mà đi đang đi pô tăng dài ấy, muốn ngắn lại một chút ấy, vài phân, 2 3 phân thì các bác dùng cái pô tăng này. Đấy, cái thằng chu vơ tip này thì xịn sò. Đấy, 580 này. Cái thứ hai là cái kênh của thương hiệu Tioga. Cái thằng Tioga bên Nhật này thì cũng rất là xịn sò, từ tay nắm pedal. Đấy, các cái đồ phụ kiện của thằng Tioga này rất xịn sò luôn. Đấy, cái này thì em thử đo size xem là đến tâm nhá. Đấy. Đấy, từ tâm này đến tâm này nó khoảng tầm 6 cm. Đấy. 6 cm đấy. Chả biết cái đoạn này, đây em nhìn như này để cho nó chính xác. Cái này nó chỉ 5,5 cm thôi, 5,5 cm thôi các bác nhá. Đấy, chiều dài pô tăng. Còn cái phần lòng trong cái này cũng là kẹp kẹp là 31.8, còn cái phần này là 28. Đấy, 27,8 thì đấy, 28. Đấy, thì cái này là giá của nó là 550.000. Đấy, rất là yêu luôn các bác nhá. Tioga, cái này hình thức thì em cảm giác nó gần như không sử dụng đâu, rất đẹp. Mấy cái này đều thế hết. Cái thứ hai là thương hiệu Q2 này. Cái pô tăng này thì em thử xem cái góc độ của nó mấy độ. Đây, cái này 6 cm. Cái này 6 cm và cái phần kẹp của nó cũng là 31.8. Và cái này vẫn là 28 thôi, size như nhau. Cái xe thông thường thì bác lắp được hết. Cái này có 6 cm chiều dài và cái độ của nó thì em cũng không vừa phải. Đấy, cái này có hai ốc và cái thằng Q2 này rất đẹp luôn. Xịn sò màu đen, logo đây. Cũng không, tổng quan không có xước sát gì cả. Không biết họ đã dùng chưa nhưng mà cảm giác như mới luôn, nhưng không có hộp. Đấy, ốc thì bắt đầu cũng có cái phần kiểu họ để cũng có đây. Đấy. Cái này giá của nó là 750.000 quá nhá, thằng Q2 này. Đấy, giá tương đối, em mua cũng tương đối cao đấy. Thì thấy nhiều bác hỏi thì em cứ mua thôi. Nhưng mà cái đấy thì em mua giá cũng tương đối cao. Đây, có về thêm mấy đôi pedal em giới thiệu nhanh nhé. Hôm nay cũng tương đối nhiều đồ cho nên là sẽ mất nhiều thời gian. Em về được một đôi pedal của thương hiệu Wellgo. Cái này dòng bi bạc đạn nhé các bác nhé. Trục rất đẹp, trục bạc đạn rất mượt. Và hình thức tổng quan của nó thì gần như là rất ít dùng. Nhưng mà cái này bắt lên xe rồi và hình như là kiểu như là họ dựng xe hay nào đấy, họ có vết xước. Còn vết đặt chân này rất là đẹp, len keo, 770.000. Đấy, cái dòng Wellgo C19 các bác nhé. Và bi bạc đạn rất đẹp luôn. Đấy, còn MKS thì em cũng về được một đôi. Cái này MKS Made in Japan này. Còn cái dòng này thì tên nó là không biết là dòng gì. Đấy, logo MKS Japan này. Đấy, cái phần này trông, nói chung là đôi này trông rất là yêu. Đây, trục của nó thì bi rất là tương đối mượt. Đây. Êm du. Đấy, êm du, bi như kiểu bi bạc đạn ấy, cho nên là nó rất là mượt. Đấy, êm du. Rất đẹp luôn. MKS. Đôi này là giá của nó là 790.000. Đấy. MKS. Còn cặp này thì là cặp mà cặp này là cặp mà của thương hiệu của Wellgo. Đâu nhỉ? Nhôm CNC trắng này, trông rất đẹp luôn. Đấy, cặp này thì giá của nó cũng rất là yêu, có 550.000 thôi. Nó có xước một tí ở đằng sau này, ở bên này này, cho nên là em để giá rất là tốt, có 550.000 thôi. Bi thì bi bạc đạn đây nha, bi bạc đạn các nhá, êm lắm, êm du luôn, bi bạc đạn 550.000. Đấy, một đôi Wellgo này. Ở đây một đôi pedal Shimano, cái này pedal cá này, hai mặt pedal này, pedal hai mặt. Đấy, màu đen và cái này thì gần như mới luôn. Đây, rất là đẹp này, không có vết xước sát nào cả này. Đây, hai cái bên này này các bác nhìn. Đấy, còn cái phần cá này không biết họ có đặt chân chưa, cảm giác là chưa đâu, rất là đẹp luôn, len keng. Đấy, cái phần này nếu mà đặt chân thì bao giờ nó sẽ có vết xước ở trên này, nhưng mà cái phần này em không thấy xước sát gì cả, cho nên rất là đẹp. Đấy, còn cái trục này, trục rất là mượt. Đấy, cái này thì len keng 880.000. Đấy, bình thường cái hàng này thì hàng mới tinh của nó rất là đắt, khoảng tầm 1,5 triệu đấy. Đấy, còn cái này thì là len keng. Hôm trước em cũng về có một vài đôi nhưng mà giá của nó hơi cao, nó tầm 950.000 một triệu cơ. Còn đôi này em để các bác 880.000 thôi. Rất đẹp. Đây, còn MKS này.
MGS thì về được vài đôi. Những cái đôi này em đều giới thiệu hết rồi. BM7 này, đấy, hôm trước thì bác về có hai đôi thôi, hôm nay về thêm hai đôi nữa là BM7 này. Đấy, mua 980.000. Giá một đôi màu đen, đôi màu bạc, một đôi màu đen. Đấy. Thì em cũng đều mở ra em giới thiệu chi tiết rồi cho nên các bác xem qua kênh giúp em. Còn thứ hai là cái đôi Prominence. Đấy, đôi này thì em cũng đã giới thiệu chi tiết rồi. Bi của nó rất là mượt và nói chung là dòng Prominence này rất là đẹp, giá cũng rất là cao. Bình thường không bao giờ dưới 1.2 triệu đâu. Đấy, nhưng mà em vẫn để giá các bác là 980.000 cùng theo mấy đôi này luôn cho nó đẹp quá nhá. Đấy, em sẽ ra đây. Ngoài ra mũ bảo hiểm thì em về được ba cái mũ bảo hiểm. Đây. Một cái này của thương hiệu RH cộng. Đấy. Cái mũ này size thì đây, tem GCF là cái tem tiêu chuẩn chất lượng của bên Nhật đây. RH cộng. Độ thoáng nói chung là rất đẹp. Càng len kem. À, silo lại quấy rồi. Đây, cái mũ em xem cái thông số bên trong nhé. À, cái này là model năm 2016. Đấy. À, zin quay. Cái này là 2016. Đây, model này. Đấy, và cái made in của nó thì em không biết là made in ở đâu đây xem. Made in China các bác ạ. Đấy, made in China. Cái này size của nó là size 54 đến 58 các bác nhá. Model là ZI 5458. Đấy, và nặng của nó thì có 240 gram thôi. Nó rất là nhẹ. Cái cân nặng của nó khóa này, em kiểm tra khóa này. Đấy. Đấy, khóa này, rất là êm. Cái này thì hình thức cảm giác rất là mới luôn. Đây, họ có túi đây. Chắc là cái này dùng lướt thôi. Đây. Có túi theo nhé các bác nhá. Giá của nó là bao nhiêu nhỉ? Đây. Giá là 980.000 cả ship. Đấy, cái mũ thì gần như mới. Đây là cái mũ của RH cộng. Em xin đồ lại kìa kìa. Đây là một cái mũ tiếp theo. À, sorry các bác, em xin đồ em mới đang quấy cho nên là em mới phải đám em một chút xíu. À, đây là một cái mũ của thương hiệu của Laser. Cái này thì khóa lại khóa ở trên đầu các bác nhá. Vặn đây. Đấy, xoáy ở đây. Mở ra mở vào xoáy ở đây. Nới lỏng ra cái khóa mũ ở đây. Đấy, cái này thì em kiểm tra size. Size này sẽ M. Đấy, từ 55 đến vòng đầu từ 55 đến 59 các bác nhá. Đấy, cái này thì là cái cân nặng của nó có 240 g này, rất là nhẹ. Đấy, Laser, dòng là dòng LZB 18 Blade AF. Đấy, Model Amut. Đây, cái phần này họ hướng dẫn cái khóa và các cái đệm của nó trông rất là. Cái này thì gần như không kiểu như là họ dùng lướt thôi, made in China. Đấy. Còn các cái chữ này bằng tất cả bằng tiếng Nhật này. Còn cái phần dưới này. Đấy, các cái thông số này thì các bác sẽ tham khảo giúp em. Dòng Laser các bác nhá. Giá của nó là 1.500.000. Đấy, giá rất yêu, size M. Đấy. Thì rất là mới luôn các bác nhá. Còn đây một cái mũ này thì mới tinh này. Cái này là của thương hiệu gì? Rudy Project. Size là size L. Đấy, màu này, màu trắng này, silver. Đấy, mở ra xem các bác nhá. Cái này giá của nó bao nhiêu nhỉ? Giá của cái này là 1.800.000 các bác nhá. 1.800.000. Cái dòng Rudy này thì giá bên Nhật nó khoảng tầm 4 triệu. Đấy, quanh 18 đến 22.000 yên. Giá của nó rất là cao. Đây, cái này thì mới tinh, chưa qua sử dụng. Các cái giấy tờ với các cái vòng sơ cua và đệm này. Đây. À đâu, cái này 11.000. Đấy, hơn 2... 11.000 yên, hơn 2 triệu. Đấy. 11.000 yên, hơn 2 triệu. Size L. Đây, để em xem cái phần này. Bởi vì nó có nhiều dòng mà, nhiều khi em cũng nhầm này. Không biết là cái này bao nhiêu. Đây cái thông số size đấy các bác nhá, size L này. Và nó sẽ từ 59 đến 62 các bác ạ, 59 đến 62, 270 g. Đấy, mũ Ruby. Đấy. Em sẽ kiểm tra lại cái giá một chút bởi vì là
cái model khác nhau, nên là em sẽ kiểm tra lại giá một chút. Thì cái này cái giá của nó chỉ có hơn 1 triệu thôi. Đấy, để các bác giao lưu với bác cái mũ này nhá, 1 triệu 6 các bác nhá. 1 triệu 6. Thì em sẽ ghi xem lại giá, rồi em sẽ ghi lại giá 1.600.000, cái này mới tinh các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Ok. À, cái phần này đây. Để kiểm tra xem mũ mới tinh nhưng mà chưa qua sử dụng đâu, nhưng mà nhiều khi kiểm tra xem nó có xước sát gì không. Đây này. Đấy, có chỗ này nó có bị xước một tí này, à mà gọi là xước một tí này. Đấy, một tí thôi. Đấy, nhiều khi bảo quản hoặc người ta bỏ ra bỏ vào chẳng hạn, thế thì nó va vào. Cho nên là em sẽ báo chi tiết mà các bác. Đấy, 1.600.000 thôi nhá, em sẽ ghi lại giá. Mới tinh. Ba cái mũ bảo hiểm thì hôm nay tương đối nhiều đồ cho nên là các bác xem cũng sẽ tương đối mất thời gian, thì cũng rất mong các bác thông cảm. Đấy, các bác quan tâm món nào thì các bác cứ inbox giúp em, nhắn em qua Zalo thì em sẽ gửi cho các bác ship cho các bác. Trong quá trình hôm nay quay thì em silo phá đám hơi nhiều nên rất mong các bác thông cảm ạ. Các bác có thể qua trực tiếp nhà nhé và liên hệ với em qua Zalo 0945640706. Đấy, Zimbai. Này rất nhiều đồ. Qua clip thì xin cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ nhà Zimbai rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Em xin tạm dừng video tại đây. Đấy, các đồ này thì em đã đều khui ra trước rồi, chứ không khui nữa thì mất thời gian lắm. Đây, tất cả các cái hộp bên Nhật họ gửi về nguyên bưu kiện này và giấy tờ. Em xin cảm ơn và kính chào tạm biệt tất cả các bác ạ.